Không thích gì người phụ nữ? Không thích phụ nữ cái đòi gì là được đó. Em không thích con trai bụng bự. Không, không có bự. Tướng chuẩn, nho, đẹp. Mời bạn nam. Chào bạn. Bạn tự giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Nguyễn Minh Việt. Năm nay em 26 tuổi. Em là nhân viên văn phòng. Nhân viên văn phòng ha. Rồi, mời bạn nữ. Chào chị Cát Tường, chào anh Nguyên Linh và chào toàn thể các bạn khán giả cũng như là bạn cùng chơi. Chào bạn. Dạ, chào bạn. Em tên là gì? Em tên là Nguyễn Thị Nhi, năm nay em 24 tuổi. Nhi, 24 tuổi, hiện dạ. Mình đang làm việc ở đâu? Dạ, em đang là nhân viên văn phòng ở bên công ty tài chính. Hai người đều là nhân viên văn phòng, ở chung một phòng. Một phòng ở khác cơ quan. Hôm nay gặp nhau hy vọng rằng nó sẽ có cái duyên nào đến. Bạn nữ có thể giới thiệu cụ thể về mình. Nói chung là hiền, đôi lúc thì hơi trẻ con. Bởi vậy là em muốn tìm một người mà lớn hơn mình, chững chạc hơn mình một xíu. Còn về sở trường với em thì có thể là ca hát, biết nấu ăn. Rồi, ca hát, làm một bài liền cho nó sớm lên. Rồi, xin mời bạn. Thì em xin hát bài Chiều Lên Bản Thượng. Tiếng hát ai buồn quá, bên lương đều cao. Tiếng suối bên gành đá, dư âm về đâu. Nghe khơi bao niềm thương, yêu về miền cô liễu. Bên bán xưa rừng chiều. Văn phòng bên kia hát, thì văn phòng này cũng hát. Đúng rồi, phải đáp lại chứ. Em hát có nhạc được không, Quỳnh Linh? Được luôn, tốt quá. Dạ, xin hát tặng bài Yêu Em Cả Trong Giấc Mơ. Cho em chút nhạc ạ. Ca sĩ Việt sẽ đáp lại tình cảm văn phòng bên kia bằng một bài hát Yêu Em Trong Cả Giấc Mơ. Cơn mưa quá vội vã, đêm nay thiệt lạnh quá. Anh nhớ em nhiều quá, cả trong giấc mơ vẫn còn thổn thức. Khi xa em thầm nhớ, lòng vẫn muốn vẫn ở. Chỉ phút giây mà ngờ, đời trong vẫn vui xa đêm quanh yêu. Vì anh yêu em cả trong giấc mơ, nên tình anh cho em là không bến bờ. Từng phút giây bên em đông đầy, còn thư thành nỗi nhớ. Để mãi cô em trong những đêm mơ. Vì anh yêu em qua trong giấc mơ. Nên thời khắc bên em đẹp bao ý thơ. Hình bóng em bơi quanh đêm ngày, nhìn sâu vào nỗi nhớ. Sự nhớ em đau đâu cũng muốn tay em. Qua trong giấc mơ. Tôi tưởng đâu hàng giả là tôi dập liền. Nhưng mà được. Tưởng hát nhép á. Tôi tưởng hát nhép. Sao? Tại tôi nghe cái nhạc có cái tiếng hát vô. Tao đi hát cùng lâm hết trơn rồi đó. Chạy show rồi đó. Phải không? Mà hát đâu rồi? Dạ cũng hát đám cưới rồi anh. Trai nha. Bắt tay cái coi. Dạ em cảm ơn. Được. Dạ. Tôi á, tôi nói thiệt á, cuộc đời tôi á, nhiều khi á, cái bạn trai đó là tôi chưa có yêu đâu mà hát hay là tôi yêu liền. Dạ cảm ơn chị. Không biết là cái bạn nữ này có giống như chị không? Chứ nếu mà chị như là các bạn nữ này mà nghe giọng hát của em vậy là chị yêu liền. Em nhìn dưới tình hình thôi, chị không xin ra đây chị xin quá trời luôn. Chị cảm ơn em. Dạ. Em hát thiệt là hay quá đó. Ban ngày mình làm văn phòng rồi, ví dụ như có đám cưới mời hát buổi tối vẫn đi. Dạ đi. Dạ. Vậy á hả? Có thu nhập thêm từ hát việc hát chưa? Dạ là hồi trước em cũng có hát ở quán cà phê. Hát gì hát chơi thôi, nhưng ngờ được tặng bông mà có tiền. Tức là tiền bo đó. Dạ. Chứ chưa có tiền chính thức là lương đúng không? Dạ chưa, không có. Nói chung đáng lẽ bình thường á là phải hỏi han xong rồi mới qua coi mặt. Dạ. Nhưng mà tại vì nghe cái giọng hát mà tôi phải nhào qua tôi coi liền. Dạ. Cho nên là hiện giờ cũng chưa có biết là bên này ý làm sao. Thôi để về hỏi lại coi ý thích làm sao. Nhưng mà chị là chị chọn em rồi đó. Dạ, nhờ chị nha. Rồi, nhờ chị yên tâm. Dạ. Đi. Mấy cái vụ hát hay là tôi thích lắm. Hát hay nha, đẹp trai lắm nha. Bây giờ bạn thử nói xem chúng ta sẽ chọn người yêu của mình như thế nào. Về ngoại hình thì không cần đẹp trai đâu. Cao thì khoảng 1m6 trở lên là được rồi. Vì nói chung về cái dáng hình đó thì nên nhanh nhẹn một xíu. Em không thích con trai bụng bự. Không có bự, tướng chuẩn, nho, đẹp. Dạ, không thích con trai hút thuốc. Nhậu nhiều với hai con trai là dẻo miệng quá, thành ra mình sợ bị lừa. Đó, thấy là qua liền.
Anh Linh đây. Anh Linh sao? Anh Linh là thấy dễ miệng, nói chuyện là ngọt ngào quá nên là sợ. Trời đất ơi, tôi sợ sao sợ tôi? Xạo xạo. Hả? Sợ xạo quá anh. Mà mình sợ bị lừa. Bị lừa thì ở đâu cũng bị lừa em. Lúc này Thạch Xanh thì ít, Lý Thông thì nhiều. Bởi vậy là mình phải hạn chế, anh phải khoanh vùng trước, hạn chế bớt. Sao Linh? Được không anh? Được không? Được, dễ thương. Bây giờ quan điểm của em người phụ nữ như thế nào? Dạ, quan điểm của em người phụ nữ thì em thích người phụ nữ thì thùy mị, nết na. Sống phải biết chia sẻ, sống có tình cảm. Không thích gì người phụ nữ? Không thích phụ nữ cái đòi gì là được đó. Cái gì cũng đòi hỏi quá mức. Ví dụ như đòi gì mình phải coi tùy cái mức độ. Phụ nữ mà lăng nhăng thì em cũng không thích luôn. Thì ưu khuyết điểm của em như thế nào? Em có ưu điểm tính cách của em thì nhiệt tình, năng động, tinh tế, sống tự lập, biết quan tâm chia sẻ tới mọi người. Khuyết điểm của em thì hơi nóng tính, bảo thủ ít thôi. Nhưng bảo thủ thì đôi khi mình phải xem lại chút xíu. Dạ đúng rồi. Nhiều khi mình bảo thủ quá cũng tội nghiệp người kế bên. Dạ. Hôm nay mình đi có ai theo ủng hộ mình không? Dạ có, em có đi với em họ với là bạn. Chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh là cùng khán giả cùng xem ạ. Em thấy cái anh mình đó làm sao, có hợp với chị gái mình không? À dạ, trước tiên thì em chưa nói về anh, nhưng mà em nói về cái tiêu chuẩn của anh thì chị em ba đủ luôn. Dạ còn về anh thì em nghĩ là được, tới đi chị. Cảm ơn em. Còn bạn nam, bạn có đi với ai không? Dạ em đi với em gái ạ. Dạ em gái của em. Chào em. Em xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Quyền Linh ạ. Và chào quý vị khán giả. Hiện em tại ruột dạ. Em ruột hả? Dạ em gái ruột. Chào em kìa. Bạn nam nói tiếng khác bạn... Bạn em gái em thích nói giọng Hà Nội, nói tiếng Hà Nội. À vậy ạ? Dạ. Bạn cảm nhất anh của bạn và người bên kia như thế nào, có hợp nhau? Nói chung là nhìn hai anh chị cũng đẹp đôi, chị cũng dễ thương, anh trai em rất dễ thương. Nè, em nói chuyện gì với em gái một câu đi, mình chào nhau một xíu đi. Dạ chào em. Dạ em chào chị. Em cho hỏi là bình thường ảnh ở nhà thì có hay cằn nhằn không? Đó không, anh trai em không cằn nhằn gì đâu. Nói chung là nói gì cũng vui hết. Cảm ơn em. Hai người này kéo màn lên đi. Hai người này là người nào lý luận cũng rất là chặt chẽ nha. Rồi. Chúng ta có 2 phút mời các bạn. Chào em. Chào anh. Anh có bó hoa tặng em. Dạ cảm ơn. Cảm nhận của anh về anh thế nào? Dạ nói chung là nhìn qua là thấy nói chung có cảm tình rồi. Cảm ơn em. Ừ, anh cũng thấy có nhìn vô anh cũng có cảm tình với em. Thì quan trọng là cách mình đối xử như thế nào, sau đó quá trình mình tiếp xúc như thế nào, đi đến được quan đường hay không, thì sau này nếu được thì em mời anh Quyền lên chị Cát Tường đám cưới. Anh cho em hỏi là nếu mà cái quan điểm của anh á, khi mà mình lập gia đình thì nam với nữ ai là người quản lý tài chính sẽ tốt hơn? Anh nghĩ là nữ sẽ tốt hơn. Dạ, em cũng nghĩ vậy. Chúng ta chuẩn bị bấm nút. Sau 3 tiếng đếm, các bạn sẽ tự quyết định bấm nút để đồng ý hẹn hò và không bấm nút. Đặt cái nhịp tim của mình vào nút bấm nha. 3 2 1 Hết thời gian. Nắm tay nhau đi bạn. Đôi bạn trẻ mạnh dạn lên. Hôn nhau một cái. Một cái đi. Gửi tặng bạn những vé xem phim. Chúc các bạn thật nhiều may mắn và thành công, cũng như là một tương lai hạnh phúc. Dạ. Dạ em cảm ơn chương trình. Chương trình gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. À, chúc hai bạn sẽ nhanh chóng gửi thiệp mời báo tin cho hai anh em tụi tôi, được không? Dạ rồi. Nắm tay nhau. Xứng đôi quá ha. Theo em được biết là cũng có nhiều trường hợp nhỏ hơn 5 tuổi nhưng mà vẫn sống hạnh phúc với nhau. Đúng. Chính tại sao mình không thấy đó để mình làm gương để mình ấy cho trường hợp của mình? Đúng rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục đến với cặp đôi thứ hai, xem là hôm nay có thành công hay không. Hả màn. Mời bạn nữ bước ra sân khấu.
Mời đi. Lời đầu tiên xin kính chào chị Cát Tường, anh Nguyễn Linh cùng tất cả quý vị, lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. À, xin chào bạn, gửi đến lời chào trân trọng đến bạn. Bạn có thể tự giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, em đến từ Tiền Giang. Nguyệt, bao nhiêu tuổi, làm công việc gì? Em bây giờ là 30 tuổi, em làm văn phòng tại công ty xây dựng công trình Hùng Vương. Rồi, mình đợi bạn trai của mình ra nha. Mời bạn trai. Xin chào anh Nguyễn Linh. Chào bạn. Xin chào chị Cát Tường. Xin chào quý vị khán giả. Chào bạn. Em tên là Nguyễn Minh Cực, năm nay 29 tuổi, quê ở Long An. Nhiêu tuổi? Miền Tây. 29 tuổi chị. Tiền Giang, ở đây Long An, gần mà... sát bên nhau. Dạ. Có ngại quen với bạn gái lớn tuổi hơn mình không? Dạ em nghĩ chắc cũng được. Cũng được. Bên đây 30. Vâng. Mình có ngại không? Dạ không. Theo em được biết là cũng có nhiều trường hợp nhỏ hơn 5 tuổi nhưng mà vẫn sống hạnh phúc với nhau. Đúng. Chính tại sao mình không thấy đó để mình làm gương để mình ấy cho trường hợp của mình? Đúng rồi. Bạn giới thiệu một chút xíu về mình. Sở trường của em là em đam mê âm nhạc và thể thao. Rồi, một chút xíu là sẽ có một chương trình âm nhạc nha. Dạ. Còn gì nữa bạn? Hiện tại ở công ty em đang hoạt động đội bóng bàn. Hèn chi nhìn dữ dằn, rất là năng động, rất là xì tin. Bỏ chữ dâu. Vì văn nghệ được chưa? Dạ được. Rồi, văn nghệ. Tình yêu như mật ngọt trên cao, làm lòng ta luôn khát khao. Tình yêu như mộng đẹp nên thơ, làm lòng ta luôn ước mơ. Trái tim em nguyện thề yêu anh, gửi trọn tình yêu đến anh. Dẫu yêu ơi, gửi đến mai sau, em muốn bên anh mãi mãi. Nhé anh, yêu em mãi luôn, nghe anh, yêu em mãi luôn trong đời. Mối tình ta mãi lâu dài. Sao bạn Nam, bạn Nam? Long An. Long An, thấy đáp sao? Từ. Em xin ca một đoạn trong bài Nắm lấy tay anh. Bên kia nhé anh, bên này nắm lấy tay anh. Bắt đầu. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường. Thôi, được rồi. Rất là dễ thương. Bạn Nam cảm nhận như thế nào về giọng hát của bạn nữ? Bạn có một giọng ca tuyệt vời. Bạn kia có thể nói cụ thể bạn sẽ tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Bản thân của em tìm một người yêu lý tưởng thứ nhất là có chiều cao 1m6 trở lên. Rồi. Đừng có lề mề, tại vì bản thân em đã lề mề rồi. Thứ hai là đừng có nhậu nhiều quá. Nhậu cũng được nhưng mà đừng có nhậu nhiều. Nhiều nhiều là bao nhiêu? Bao nhiêu là được? Ví dụ như nhậu mà quên trời quên đất mà không biết đường về á, thì cái đó cũng không được hay. Bên đây có không? Dạ em không biết nhậu. Không biết nhậu, tốt, còn gì nữa? Đừng có la cà. Với lại là không có thích bạn trai mê cờ bạc. Có cờ bạc không? Dạ. Có cờ bạc không? Dạ không. Có la cà không? Dạ có. La cà ở đâu? La cà với bạn bè ăn xí. Xí hả? Dạ. Xí là xí cỡ nào? Mấy bạn bè mời vui chơi xí xong rồi về. Có la cà ha? Dạ. Rồi, mình có yêu cầu gì bên bạn gái bên kia không? Yêu cầu của em về chiều cao của bạn nữ là từ 1m55 đến 1m6 là được rồi. Tính tình thì dễ chịu, hiền, thích thể thao là em thích. Tới đây chơi thể thao luôn chứ thích gì, chơi luôn. Tại vì em thích thể thao lắm. Bạn chơi môn gì? Em chơi đá banh với bóng chuyền với cầu lông. Vậy là hợp đũa không? Dạ. Thế mình có bao nhiêu mối tình rồi bạn? Dạ em trải qua 2 mối tình. 2 mối tình? Dạ. Mối tình sâu nặng nhất của em là quen từ thời học cấp 3. Nhưng mà cái quan điểm của em là em học để sau này củng cố lại cái đời sống kinh tế của gia đình em. Tại vì cái thời điểm đó là gia đình của em kinh tế cũng khó khăn. Khi mà em như là em đã biết là em thích người đó rồi, là người đó có người yêu và sắp. Rồi cuối cùng là chia tay. Có nghĩa người đó không đợi được em. Thôi bỏ qua, bỏ qua.
Bạn đã trải qua bao nhiêu tình rồi? Tại vì em cũng trải qua hai mối tình rồi. Một mối tình đầu tiên của em là bạn nữ lớn em 1 tuổi. Đó thì hai đứa em quen nhau cũng được 2 năm. Gia đình bạn ấy thì không có thích một người rể nhỏ tuổi trong nhà, nên tụi em chia tay. Mối tình thứ hai? Còn mối tình thứ hai của em quen cũng được 5-6 năm à. Tại xong cũng do cha mẹ không có thích. Không thích về gì? Không có hợp tuổi à. Không hợp tuổi? Vâng. Bây giờ mình rút ra được điều gì sau hai mối tình đó? Theo em thì em nghĩ là quen trong thời gian ngắn thôi. Chừng 1 năm thì thấy hợp là cưới liền, chứ đừng để lâu quá. Bản thân bạn đã muốn lập gia đình chưa? Dạ, bản thân em thì đã muốn lập gia đình rồi. Nếu bây giờ được thì bao lâu mình có thể tiến tới hôn nhân được? Dạ, nếu mà hai đứa mà thích hợp với nhau thì trong vòng 1 năm. Trong vòng 1 năm? Dạ. Thế nếu bây giờ gia đình bạn lại không chịu người nhỏ tuổi hơn thì sao? Dạ, thật sự thì gia đình không có áp đặt về chuyện nhỏ hay không nhỏ. Quyền quyết định là thuộc về bản thân của em. Nói chung là gia đình em cũng tôn trọng là quyền quyết định của con cái. Cũng không có cần coi tuổi tác gì hết? Dạ, cũng không. Nếu mà em đồng ý thì gia đình đồng ý. Mình đi hôm nay có người thân đi theo không? Dạ, em đi với cô em họ. Chào bạn. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào Nguyên Linh, em chào quý vị khán giả. Mình thấy anh bên đó là sao? Dạ, nếu theo em đánh giá ban đầu thì có lẽ anh hợp với chị. Nguyệt ở nhà thì hiếu thảo, biết kính trên nhường dưới, có nhiệt quyết, có trách nhiệm. Thì chỉ cần người đàn ông biết chia sẻ, biết cảm thông là có thể thích hợp. Và em cũng thấy anh thích hợp. Thấy anh đẹp trai không? Đẹp trai không? Dạ, đẹp trai đánh giá thì em không nói, nhưng mà chắc khoảng 70-80%. Thôi vậy cũng được rồi. Rồi còn bạn, hôm nay đi với ai? Dạ, em đi với sếp của em ạ. Sếp của em hả? Em làm công ty gì nãy quên rồi. Dạ, em làm bên cho thuê kho bãi. Cho thuê kho bãi. Rồi, cho gặp sếp coi nào. Chào sếp. Chào anh Quỳnh Linh, chào bạn Cát Tường. Dạ. Và chào ekip, chào khán giả. Ủa, nhưng mà bạn nam này là đăng ký xong rồi mời sếp đi hay là như thế nào ạ? Bạn bảo là bạn đăng ký 1.5 năm rồi. Bất ngờ báo với công ty là bạn sẽ có cái chương trình bạn muốn hẹn hò này. Cả công ty rất mừng cho bạn ấy. Rất mừng. Ở cô Quang thì có nhiều cô gái? Cô ăn ít cô gái lắm, toàn là con trai thôi. Bạn ấy là cánh tay phải của sếp đấy. Đúng rồi, giữ kho là quan trọng à. Bạn ấy không phải giữ kho, bạn điều hành công ty. Nếu như mà giờ bạn trai lấy vợ thì sếp có ủng hộ, hỗ trợ gì? Nếu như bạn trai muốn ở riêng mà một căn ở trong kho thì trong khu vực kho thì sẵn sàng thôi. Cho luôn cái kho cũng được. Vậy là quá hay rồi ha. Dạ. Sếp thấy sao bên kia sao sếp? Thế hợp đấy, bạn ấy rất thích thể thao. Và bạn ấy rất hiếu thảo, bạn rất ngoan. Rất chu đáo trong công việc. Và ca lăng nữa. Ga lăng nữa hả chị? Ga lăng vô cùng. Nhút nhát vậy mà ga lăng. Ga lăng lắm, rất ga lăng. Dạ. Thế nên là nếu mà mình nghĩ là ai mà làm vợ anh ấy thì rất là hạnh phúc đấy. Dạ, dạ, cảm ơn sếp, chị. Sếp làm đâu, mai cho Linh đăng ký để làm với sếp. Sếp tâm lý quá. Cảm ơn sếp rất là nhiều. Dạ. Như vậy chúng ta vừa giao lưu với người thân rồi. Còn bây giờ có lẽ là hai bạn sẽ gặp nhau để trò gặp chuyện cùng nhau. Gặp cái gì? Để mình coi cái đã. Mình coi đi. Dạ chị. Sếp khen quá trời vậy ta. Dạ. Ga lăng này, mà. Ga lăng là ga lăng sao? Nói chung là bạn gái đừng có muốn những cái món đồ mà nhiều tiền mà em không có thể đáp ứng được. Còn những cái thứ mà bạn ấy cần trong những việc cá sinh hoạt cá nhân em có thể đáp ứng được. Dạ vậy đó. Trời ơi, ước gì đời tối gặp những người như thế. Hy vọng là cặp đôi này được. Ở trong kho cũng vui mà ha. Được, được em. Tuy rằng là nhỏ hơn 1 tuổi nhưng mà chị thấy là rất là xứng đôi luôn. Để anh xem cô gái bên này thế nào. Cất vô kho được không? Người Tiền Giang dễ thương lắm nha. Sếp cho cái phòng ngay cái kho kìa chị không? Nếu mà sếp cho thì tụi em nhận. Được rồi. Ổn đi. Ổn ha. Ổn rồi. Được, cặp này được. Thôi mình kéo màn lên đi. Tiền Giang ngoại hình tính cách là nhau hợp cho nó sếp. Đám cưới nhớ mời tôi nha. Tôi sát bên đó đó. 2 phút dành cho các bạn bắt đầu. Anh có bông không? Cảm ơn anh.
Anh ở Long An thì em ở Tiền Giang, hai đứa mình có thể hẹn hò với nhau rất là tốt. Dạ. Hiện tại em đang ở đâu? Dạ, hiện tại em ở quận 6, ở trọ. Anh đang ở quận 4. Thì anh nghĩ từ anh qua bên em chắc cũng gần. Bạn nữ là lớn tuổi hơn anh một lần, gia đình bạn ấy cũng khá là ngại. Thì gia đình em có khó không? Dạ, dạ, anh thấy em không khó là gia đình em không có khó. Việc cha mẹ của em thì anh cứ yên tâm, để em lo. Bạn có cái cảm nhận gì về mình không? Dạ, nhìn anh rất là đẹp trai, cao ráo. Nói chung là khuôn mặt ưa nhìn. Mình có một cái ấn tượng khá là tốt về bạn. Mình hy vọng là hôm nay có vài phút ngắn ngủi thôi, mình sẽ có nhiều cuộc gặp nhau sau này. Rủ bạn về kho chơi. Thì theo mình khoảng trong vòng một năm thì nếu mà được hai đứa mình được, mình sẽ lập gia đình. Còn bạn? Em cũng đồng ý như anh. Người ta anh em từ nãy giờ bạn cứ bạn hoài bạn cái gì mà bạn. Hai chúng mình hẹn hò nha. Hết thời gian. Cặp thì tôi khoái nè. Cặp thì làm sớm đi nha. Ủng hộ á. Chuẩn bị để tay vào nút bấm. Một. Hai, ba. Hết thời gian, bấm luôn. Chúc mừng bạn. Nhanh lẹ quá. Nắm tay nhau. Nắm tay nhau. Mình dân thể thao mà, mình thể hiện tinh thần thể thao đi. Đúng rồi. Mạnh mẽ lên. Ôi má bạn em cái đi. Anh không em nha. Trời. Ta hôn thì hôn đại con. Anh hôn em nha. Không nhưng mà Anh hôn em nha. Anh hôn em nha. Anh hôn em nha. Dễ thương quá ta, cặp này sao hình như tôi thấy, hình như trong mơ tôi có thấy đám cưới rồi á. Cặp này đây, được nè. Chúc mừng các bạn. Đây là những chiếc vé xem phim. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ có thông tin của bạn thật sớm nha. Dạ. Nhớ cái dù cái kho nha. Đây gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc hai bạn sẽ sớm đến ngày có cái máy ấm riêng của hai bạn nha. Đừng quên chúng tôi và đừng quên cảm ơn chị sếp cho cái kho nha. Em nói là em hơi ăn nhiều, mũi nhiều. Em có ăn nhiều, mũi nhiều giống Kim Anh bên đây không? Chắc có. Có thích bạn gái là có anh nuôi hay là em nuôi không hả? Cái đó là quan trọng cho mình thôi. Gặp em là anh đã yên tâm về phần đó rồi. Xin mời gia đình nhà gái. Để đây cưng. Mời nhà trai. Rồi, mời anh trai ngồi. Dạ. Em giới thiệu về mình đi cưng. Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh và bạn nam bên kia. Chào em. Em tên là Huỳnh Thị Kim Anh, em 26 tuổi, hiện tại công việc hiện tại của em là nhân viên ngân hàng. Dạ. Em làm ở đâu? Dạ, em thì em làm bên quận Tân Bình ạ. Quận Tân Bình hả? Dạ. Vậy là nhà ở thành phố luôn. Dạ, nhà em ở quận Bình Tân nhưng mà em làm việc ở quận Tân Bình. Dạ. Rồi. Rồi, xin mời em trai. Chào anh Quyền Linh. Chào em. Xin chào chị Hồng Vân. Chào quý vị khán giả. Chào bà Kim Anh. Em tên là Thanh Nhã, năm nay em 32 tuổi. Em sống và làm việc tại Long An. Em làm gì Nhã? Dạ, em làm quản lý chất lượng sản phẩm. Chất lượng sản phẩm, tức là về kỹ thuật đó đúng không? Dạ đúng rồi. Em quê ở đâu? Dạ em quê ở Long An. Dạ em làm cũng ở Long An luôn. Nói chung là một người thành phố, một người Long An. Từ đây đến Long An gần mà em ha. Dạ, em có hay xuống Long An chơi không? Dạ em cũng ít đi lắm. Nhưng mà đi chắc cũng tầm tiếng hơn. Dạ. Đâu bây giờ em nói thử cái điểm mạnh, điểm yếu của mình coi. Điểm mạnh của em á là em giao tiếp tốt. Tại vì công việc của em là thường xuyên giao tiếp với khách hàng á. Còn điểm yếu của em á là em hay ăn nhiều, ngủ nhiều. Trời, cái đó đâu phải điểm yếu đâu. Điểm hơi yếu xíu thôi. Ăn nhiều, ngủ nhiều là tiên mà. Dạ. Với lại gặp thường là gặp người lạ mà em chưa quen biết thì em cũng ít nói chuyện lắm. Nhưng mà nói rồi thì em nói hơi bị nhiều. Dạ. Bạn nam bên kia ơi. Dạ em nghe chị.
Em có ăn nhiều ngủ nhiều giống như Kim Anh bên đây không? Chắc có. Chắc có. Có hả? Có. Khẳng định luôn hả? Ăn nhiều hơn. Dạ. Em ít ăn lắm chị, nhưng mà ăn gì là cơ thể nó hấp thụ hết rồi chị. Trời ơi, sao vậy là em giống chị đó. Dạ. Rồi, rồi em nói luôn cái điểm mạnh điểm yếu của em luôn đi. Dạ. Điểm mạnh của em là giao tiếp chị, với lại biết nấu ăn, biết làm thơ, biết ca hát. Nấu ăn, làm thơ, ca hát luôn. Dạ, biết chút chút à. Có bao giờ vừa nấu ăn vừa làm thơ không? Dạ, cũng có anh. Có làm chứ, bài thơ trời ơi, thơ là phọt dạ. ra mọi lúc, mọi nơi dạ. nếu mà mình có cảm hứng đúng không em? Ở đây rung quá không? Cảm hứng hay là cho em ca một đoạn? Ca một đoạn không? Bây giờ dạ, rung dạ. quá rồi cho nó hát bài đi. Dạ. Thoải mái lên nào nhã. Dạ dạ. Bắt đầu. Nhớ xưa mình nói nếu lúc mình giàu, hai ta có nhà lầu và thêm xe hơi có đủ tất cả màu. Chiếc xe cùi bắp bê bánh ngoài đường, hai ta thấy bình thường. Mồ hôi tuôn rơi nhưng có nhau đời thêm vui. Xe cùi bắp bê bánh ngoài đường hả? Dạ. Trời ơi, nhắc tới kỷ niệm ngày xưa rồi. Giờ thoải mái chưa? Dạ đỡ hơn à. Hơn rồi đúng không? Có điểm dạ. yếu nào không bạn nam á? Dạ, điểm yếu của em là hơi mập, bự con một xíu. Đừng có nói chữ mập. Dạ. Nó đụng chạm tới một người nào đó. Hiểu dạ, không? Chắc đụng dạ, chạm dạ. tới em á. Đụng chạm đến rất nhiều người, Linh à. Trong đó có Linh nữa đó. Dạ, với lại giọng nói của em hơi nhỏ. Hơi nhỏ, nói lớn lên, thoải mái lên. Dạ, dạ. Đường tình duyên em thế nào rồi nhỉ? Dạ, em trải qua một mối tình ở tại Gò Vấp gần đây. Do bạn gái hiểu lầm nên chia tay. Hiểu lầm, yêu nhau mấy năm? Dạ, quen nhau 2 năm, chia tay nay cũng 3 năm rồi. 2 năm mà sao hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì? Dạ, có lần bạn nhắn tin với em, bạn tâm sự gì, tại vì bạn cũng có chồng rồi. Ủa lần sao bạn bạn, bạn học. À, tâm sự là cuộc sống gia đình không có được hạnh phúc đó. À. Rồi đang nhắn tin bình thường, em không có lời lẽ nào là gọi là ngọt ngào hết. Nhưng mà trong lúc đang nhắn tin thì bạn gái tới nhảy vô nhắn tin Zalo luôn. Dạ. Rồi nhắn tin đóng vai em nhắn với người kia luôn. Rồi nghĩ em là lăng nhăng bậy bạ cho nên bỏ luôn. Chia tay dạ. Trời đất ơi, chuyện đơn giản quá vậy là bà kêu quá ghen rồi. Thôi, đó có mối tình thôi đó. Bỏ nha, chia tay 3 năm rồi. Còn đàn gái sao? Em sao? Dạ em thì em cũng có hai mối tình chính thức của em. Thì mấy bạn đều là nhỏ tuổi hết. Nên là do không cùng quan điểm nữa. Với lại mình kiểu như mình lớn hơn bạn á, nên suy nghĩ của mình khác hơn bạn. Nên là hai đứa em không hợp nữa là nên là chia tay. Vậy hả? Chia tay em quen cũng, được bao lâu? Dạ quen được cũng hơn 3 năm á. Và chia tay cách đây cũng 3 năm rồi. Nói chung á là em xinh xắn như vậy đúng không? 3 năm rồi lý do tại sao lại không yêu nữa? Tại vì lười á chị. Làm biến yêu luôn hả? Dạ, mình chỉ tập trung lo công việc của mình thôi. Ồ, hy vọng là ngày hôm nay là mình sẽ tìm được một cái nửa của mình ha. Dạ. Vậy cái hình mẫu lý tưởng của em là gì? À, hình mẫu của em á thì bạn nam thì cao tầm trên 1m7. Tại vì em lùn rồi nên là em muốn bạn nam của mình cao hơn á để có thể che chở cho em hơn. À. Với lại là chung thủy và chân thành là được. Có cần phải đẹp trai như ai không? Như một cái hình mẫu nào đó không? Dạ không, nếu mà em nhìn em thấy được là được rồi. Được là được á, dạ. Chị qua chị thử có được không nha. Được, bạn trai được. Hơi mập xíu được không em? Kìa hỏi anh. Hơi mập xíu được không? Mập tới hoài. Dạ cũng dạ. được anh. Được mà, trời tao mập tao phúc hậu mà. Đừng có nói. Ha, dạ, chào em. Dạ. Dễ thương, mặt có duyên. Đúng rồi, đâu em cao 1m bao nhiêu? Dạ 1m82 chị. 1m82 lận. Dạ. Trời ơi em ơi, ngoài tiên liệu luôn em ơi. Em có cái tiêu chuẩn gì về bạn gái của mình không? Bạn gái em là chỉ cần dễ nhìn chút xíu là được à. Cao trên 1m50. Cao 1m50. Dạ, trên 1m50 ha. Vừa đủ. Dạ, đừng cao quá, cỡ em 2 số 0 nhìn nó không hay lắm. Em mét nhiêu vậy cơ? Dạ em có 1m52 à chị. 1m52 vậy là dạ. cũng hơn tiên liệu được 2 phân hết cơ. Dạ. Em không dạ. thích cái gì ở bạn gái mình? Dạ. Không thích bạn gái là có anh nuôi hay là em nuôi chẳng hạn. À, đừng có anh nuôi em nuôi gì phải không? Dạ đúng rồi. Ừ. Dạ. Của người ta có anh nuôi em nuôi chuyện của người ta chứ nói gì không thích. Cái đó là quan trọng cho mình thôi. Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà nhiều khi mỗi người mỗi ý, tôi cũng vậy là dạ, tôi dạ. không có thích như... Ông. Nhưng... bạn tôi anh nuôi em nuôi rồi chị chở nó mệt lắm đúng không? Dạ. Ủa trong bạn cuộc sống bạn. Cần có những cái mối quan hệ không, tình bạn là bạn, anh em là anh em chứ đừng gắn chữ nuôi vô. Trời, mệt anh nuôi lắm. Em nuôi bình thường. Chị đồng quan điểm với em á. Thế thằng trai được không? Sao? Nói chung là nếu mà em mong một cái cây cao bóng cả để che chở cho em thì đây là ngoài tiên liệu luôn. Một bờ vai vững chãi để quá có thể vững dựa luôn vào. Quá vững luôn á. Để tôi qua tôi coi. À.
Dạ em chào anh Quyền Linh. Đó, sao mà xinh gái quá vậy? Thì đó, dạ. Mới nói. Cảm ơn anh. Được nha. Dạ. Thằng trai thấy là thấy chịu rồi đó. Dạ. Em gái không thích gì ở đàn ông? Em thì em thích lăng nhăng hơn. Lăng nhưng mà không nhăn ha. Là cũng nhăn là nhăn, lăng là lăng ha. Là cũng đừng nào, có để cái cho cái nào cái nấy vậy rõ ràng. Đúng rồi, em hình dung bạn trai bên đây sao? Gấp mấy lần em có hình dung nổi không? Dạ chắc gấp đôi ạ. Gấp đôi vậy em chịu không? Được, đủ che chở em là được rồi. Có khi gấp ba dư luôn á, dư. Nó chơi chọc với hoài. Dạ. Dễ thương lắm, mất miếp dễ thương lắm ha. Rồi, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Đúng em gái rồi. Đi với ai vậy? Dạ hôm nay em đi với ba em ạ. Với lại bạn em ạ. Rồi, xin chào nhà gái. Chào ba. Dạ, xin chào chương trình, xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Dân, chào quý vị khán giả. Thì ba thấy anh này thì cũng được, nhưng mà chuyện riêng số này kia là tùy con ba nhường quyền cho con quyết định. Hồi xưa em nghe ông nội bà nội nói là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, nhưng mà hiện tại bây giờ thì cha mẹ không có đặt con cái được, tự con cái quyết định. À, dạ. Nhiều khi nó đặt ngược lại mình phải ngồi đúng chỗ nó dạ, đặt đúng rồi. Rồi, vậy là bên đàn gái dễ dàng, dễ thương ha. Em đi với ai? Dạ, em đi với ba của em. Có ba nữa hả? À, ba luôn. Rồi, được quá. Chào ba. Dạ, xin chào Quyền Linh, chào Hồng Vân. Dạ. Và chào chương trình. Chào tất cả khán giả có mặt hôm nay ở trường quay. Tôi thấy là rất là hài lòng. À, nhưng mà dù muốn dù không cũng do con mình là chính. Cũng cảm ơn chương trình đã tạo cái điều kiện để cho con có cái sự gặp gỡ hôm nay. Và nếu có thể được thì chúng tôi sẽ đốc thúc để tiến hành hôn nhân cho sớm. Hay quá. Vậy thôi bây giờ anh xui bên đây nói với anh xui bên đây. Bây giờ anh xui đó. Em chào anh. Đúng là hai người bắt tay cái. Em cũng muốn cho con cái mình có một cái mối tình đẹp và hạnh phúc sau này. Thì em cũng muốn coi như là con mình sau này có một hạnh phúc trọn đời. Dạ, tôi cũng vậy. Và rất mong là nếu như được, hai gia đình của chúng ta sẽ càng kháng khích hơn. Trời ơi, hay quá trời. Cưng quá rồi. Hai xu gia tương lai gặp nhau ha. Thôi mở rào lẹ đi cho chúng gặp nhau. Thôi, đi mở rào ha. Để cho sắp nhỏ nó gặp coi sao nè. Rồi, mở rào. Bắt đầu nha, Nhã ha. Dạ, chào anh. Tặng quà tặng đồ đi. Dạ em có món quà tặng anh là nước hoa. Thì hy vọng là sau này anh xịt nước hoa đi đâu thì anh cũng nghĩ đến em. À, mở đi, mở ra em, đi cơ. Em cũng thích nước hoa nữa ha. Dạ. Ừ, anh cũng thích nước hoa, anh tặng cho em. Dạ em cảm ơn. Nước hoa luôn hả? Nước hoa luôn hả cưng? Dạ dạ. Mùi nước hoa này nó nhẹ giống như là tính cách của anh vậy. Dạ. Mong là sau này em sử dụng nó thì em sẽ nhớ ra. Dạ cảm ơn anh. Cho em hỏi câu trước đi. Dạ. Em gặp anh thấy anh thế nào? Dạ em thấy anh cũng mũm mĩm dễ thương. Cảm ơn. Dạ. Anh thấy em thế nào hả? Em rất là dễ thương. Dạ. Cảm ơn anh. Duyên dáng nữa. Công việc của mình là thường là cuối tuần là mình có rảnh không anh hả? Rảnh em. Một ngày rảnh khoảng 4 tiếng. Vậy anh có ngại mà đi từ Long An mà lên tới Sài Gòn không anh hả? Anh thấy ở đây cũng gần chứ không đến nỗi là xa. Dạ. Về tình cảm thì mình đi đâu mà không được. Dạ. Quan điểm về hôn nhân gia đình thế nào, trao đổi với nhau đi. Thì không biết là anh có dự định là khi nào mới lập gia đình ha? Anh thì trước khi đến đây là đã muốn lập gia đình rồi, cho nên mới đăng ký lên bản mẫu hẹn hò. Dạ. Dạ em muốn tìm hiểu với nhau cho kỹ, với lại tìm hiểu nhau nhiều hơn ha, thì em mới quyết định tiến tới hôn nhân. Tại vì hôn nhân là hạnh phúc cả đời mà, chứ đâu phải là một hai ngày là mình quyết định được. Không biết là anh có thích chơi thể thao không ha? Chắc không thích quá. Lúc trước khi chưa mập thì hay chơi lắm. Bây giờ rất thích nhưng mà nói chung không có thời gian. Nếu có thời gian cũng chơi được những môn như hai người chẳng hạn. Là môn gì anh? Đánh cầu lông. Cầu lông, cầu lông. Cầu lông cũng vận động mạnh đồ. Chứ không phải là cầu lông là nữ. Rồi hai đứa nghĩ tới tương lai coi, giờ thí dụ lấy nhau về thì tiền bạc ai giữ, rồi con cái làm sao? Ví dụ như là sau này mà có về chung nhà thì anh có muốn là đưa tiền cho em giữ hay không? Mới gặp em là anh đã yên tâm về phần đó rồi. Dạ. Tại thường thường làm ngân hàng là giữ tiền rất là kỹ. Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Em giữ tiền là em không có tính lãi đâu nha. Lỗi anh chịu á. Nhưng mà nếu mà em gọi em giữ thì em sẽ trả lãi suất tiền gửi cho anh không? Dạ không, em không trả lãi. Dạ. Em nói là anh đâu cần lãi, có em là anh lãi cả cuộc đời rồi.
Mới gặp em anh có nghĩ ra được mấy câu thơ. Dạ. Anh đọc nha. Em là ai sao lại đến đây, gieo thương nhớ nơi bình yên đến lạ. Chắc ông trời duyên nợ đã xe đôi. Này em hỏi xin đừng xa rời nhé, bấm nút này anh sẽ mãi bên em. Dạ. Cảm ơn anh. Thơ đó anh sáng tác luôn hả? Anh mới nghĩ ra luôn. Hôm gái hát bài đi. Sao em lại đến đây? Em biết hát không? Em hát thì em hát dở lắm. Cứ hát nó vui đi. Cho mà hát cho vui nào. Hát thay lời muốn nói đi, muốn nói gì với ảnh, nó mượn lời ca tiếng hát nói đi. Dạ. Anh ơi bao lâu mới đến ngày mai, đêm nay tại sao lại trôi quá dài, đừng về một mình chẳng còn em ai, như đường mình đi mới đây chạm vào đôi môi mềm mại ấy, cảm xúc lớn lớn ngất ngây. Tình yêu như muôn ngàn hương hoa đang lan tỏa trong tim em. Hết rồi. Cũng như đó. Em tiến tới, mình nắm tay cô gái, mình nói hết những cái gì nữa về suy nghĩ về cô gái, để mình có thể trao cảm xúc đầu tiên cho nhau thử coi sao nào. Muốn nói gì nói, một câu rồi chúng ta tiến hành bấm nút. Nắm tay cô gái nào. Trời nắm cũng rung nữa. Nhìn thẳng vô mắt cô gái. Mắt ấm áp nè, đôi mắt ấm áp. Mong nè. Là tụi mình sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu về nhau. Dạ. Thì em cũng mong là hai đứa cũng có cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn em. Đó. Rồi, để tay mình nút bấm đi các bạn. Dạ. Bây giờ đã đến lúc chúng ta nhắm mắt lại, kiểm tra con tim mình một lần nữa các bạn. Nếu thật sự mình rung động, mình đừng ngần ngại bấm nút. Và khi bấm nút chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Nếu không thích, không cần bấm, để nút bấm đó cho nhiều người khác. Nào, suy nghĩ thật kỹ. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Em gái không bấm. Dạ. Tại sao lại không bấm? Dạ thì em không bấm là tại vì em thích một người nào năng động hơn. Em mong anh á là sẽ tìm hiểu và sau này có người khác á có cơ hội cho mình hơn. Cảm ơn anh. Khi trái tim người ta rung động thì người ta bấm, không rung động thì không bấm. Chúng tôi trân trọng những cái suy nghĩ đó. Dạ. Hy vọng rằng ở trên sóng truyền hình sẽ có rất nhiều cô gái bấm nút cho Nhã và cũng có rất nhiều chàng trai bấm nút cho em gái. Đừng lo điều đó. Chúc hai em sớm tìm một nửa yêu thương của mình. Cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Đó là một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống, bạn nhỏ của mọi nhà. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện, robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Robot là thương hiệu hàng đầu trong ngành sản xuất thiết bị điện, điện tử tại Việt Nam, luôn đảm bảo tiêu chí an toàn điện. Robot, người bảo vệ hữu hiệu. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda, tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép. Rồi, chúc các bạn hạnh phúc. Dạ em cảm ơn chị và cảm ơn chương trình ạ. Đây quà của em. Em đã ly hôn. Hiện tại em có hai bé. Em đã ly hôn với vợ đã 3 năm rồi anh. Nói đến mẹ chồng em thì đến giờ em vẫn còn hơi sợ luôn. Nếu bạn gái thích muốn ở đây thì em sẽ theo bạn gái. Mọi người đều cũng có nhà riêng hết rồi. Còn em có nhà không? Em cũng có chị. Em thấy anh là một người đàn ông chắc của gia đình á. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Mời nhà trai. Rồi. Mời nhà gái. Rồi bây giờ xin mời em trai. Mình giới thiệu lớn lên cho cô gái bên kia nghe luôn nha. Rồi em tên là Võ Thành Linh.
năm nay 36 tuổi, em sinh sống và lớn lên ở Đồng Tháp. Hiện tại bây giờ em đang làm công việc ở quận 10. Công việc của em là làm bên kỹ thuật chuyên lắp đặt về camera an ninh. Còn em? Lời đầu tiên cho em gửi lời chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào quý vị khán giả và chào anh ở bên. Em tự giới thiệu, em là Nguyễn Thị Dung. Em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay em 35 tuổi. Công việc của em là giáo viên cấp 3. Em dạy môn gì vậy? Dạ em dạy môn thể dục. Dạ. Nhìn gì của giáo Phật đẹp quá. Em nói về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là một người nhanh nhẹn và chu toàn trong công việc chăm sóc và gia đình. Và em chơi được rất là nhiều môn thể thao. Điểm yếu của em không biết hát, cả nể, tin người quá. Còn bạn trai bên kia? Điểm mạnh của em là không hút thuốc, không cờ bạc, biết nấu ăn, thích ca hát mặc dù hát không hay lắm. Điểm yếu lớn nhất của em là có phần rụt rè trong chuyện tình cảm. Vậy thì em có mấy mối tình rồi? Em đã ly hôn với vợ đã 3 năm rồi anh. Đã có một bé gái 4 tuổi đang ở với vợ. Em cưới 2 năm anh. Cái lý do gì em có thể chia sẻ tại sao ly hôn? Tụi em sống cũng như là không có hiểu ý nhau anh. Rồi thường hay cãi cọ, vợ không muốn lập... không muốn làm dâu nữa, cái này cái nọ cái lọ cái chai đủ thứ nữa. Không muốn làm dâu nữa. Dạ. Em ở với ai mà phải làm dâu? Em hiện tại bây giờ thì em làm ở Sài Gòn nhưng mà em ở với gia đình anh. Với mẹ, ba mẹ, với ba, với ai nữa? Với ba mẹ, với em gái nữa. Rồi còn em? Em đã ly hôn. Hiện tại em có hai bé trai, bé lớn 12 tuổi ở với ba và bé nhỏ 6 tuổi ở với em. Lý do sao mà tụi em lý do chia tay của em á, chồng em rất là gia trưởng, chồng mình gia trưởng còn chịu gặp cả gia đình đều gia trưởng hết thì nó hơi khó chịu. Thì nhất là mẹ chồng em, thì nói đến mẹ chồng em thì bây giờ em vẫn còn hơi sợ luôn. 13. Em ly hôn bao lâu rồi? Em ly hôn được 3 năm chị. À 3 năm, 3 năm. Bên kia cũng 3 năm ha. Rồi chào em gái. Em chào anh ạ. Chúng ta sẽ xác định lại là mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào. Đàn ông thứ nhất là cao cho trên khoảng 1m65, thì công việc ổn định và lập nghiệp ở tại Sài Gòn. Không gia trưởng và không có nghiện tứ đổ tường á anh. Và một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình, giàu tình cảm. Em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Dạ cỡ 60% đó anh. Tại sao em làm mới có 60%? Có nghĩa là 40% kia là em còn có những cái dạ, lỗi để, nào? 40% kia để cho bạn gái nhận xét đi chị. Thì bấm thang rồi. Dạ, tức là em có gia trưởng không cưng? Dạ em không có gia trưởng chị dạ. Còn em trai, mẫu hình lý tưởng của em thế nào? Dạ bạn gái đối với em thì bạn gái yêu cầu là dễ nhìn, tính tình hiền lành, quan trọng là hợp nhau. Nhưng vấn đề giờ cô ấy có 2 đứa con rồi. Dạ. Ở với cô ấy một em phải về ở với con của cô ấy. Em thấy thế nào? Em nghĩ không có vấn đề gì đâu. Tại vì nếu mà tình yêu mình đủ lớn thì cái nào mình cũng có thể chấp nhận được hết. Bây giờ em có phải chu cấp cho con của mình không? Dạ thì em cũng gửi tiền cho nuôi cho con đó chị. Em có thích phụ nữ làm giáo viên không? Dạ em rất thích là phụ nữ làm giáo viên chị. Lý do? Tại vì người phụ nữ làm giáo viên lúc nào người ta cũng như sau này dạy con rất là tốt. Tính tình ta cũng tốt nữa. Em là vậy. Em có nóng tính không? Em không nóng tính vậy. Em tính em cũng nguội chứ không nóng không. Như bây giờ là đàn trai lấy vợ về là làm dâu đó Vân. Bạn bên kia nãy giờ mình chưa biết tên của bạn á. Em là Nguyễn Thị Dung. Cô giáo Dung. Rồi trời ơi sao thấy hai người này thấy có vẻ đầm thắm ha. Thấy mà hai người đều đầm thắm hết trơn nhẹ nhàng. Hôm nay Dung đi với ai Dung? Dạ hôm nay em đi với mẹ em và em gái em chị ạ. Xin chào MC Quỳnh Linh và Hồng Vân và chào quý vị khán giả. Chú bên này cũng được. Duyên số thì do con tự chọn. Em gái thấy sao cưng? Dạ lời nói đầu con xin phép được chào cô Hồng Vân, chú Quỳnh Linh. Con có nhận xét chút về anh. Anh là một người khá điềm đạm, khá hiền. Vậy nên thông qua chương trình này á, em cũng hy vọng là anh chị có thể cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Bà gái cũng hiểu nhà quá ha. Còn em đi với ai ạ? Em đi với anh họ của em chị. Xin chào chị Hồng Vân và Quỳnh Linh, khán giả trong trường quay. Theo mình thấy đây con gái này cũng được, nhìn cũng xinh. Nếu mà có được thì cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Thế anh thấy được đó Linh, bấm đi bạn. Linh nào? Anh họ. Linh nào? Ngắn gọn vậy thôi đó anh họ. Rồi cảm ơn. Thôi con nghĩ là mở rào đi ha. Mở rào. Mở rào. Mở vào đây. Bắt đầu đi Linh. Em chào anh. Anh có món quà gửi cho em, anh chúc em lúc nào cũng tươi và xinh đẹp như hoa. Rồi em cảm ơn anh, em cũng món quà tặng anh. Rồi em cũng muốn quà tặng anh. Mở ra cái gì đem, mở ra coi cái gì.
cuốn sổ, cuốn sách. Cuốn sách và cái cà vạt đấy anh. Rồi. Em có biết thắt cà vạt không? Dạ em cũng biết chị. Hả? Dạ biết chị. Thắt đi, em thắt cho anh đi. Anh mặc cái sơ mi mà thắt cà vạt đẹp trai lắm á. Chị là không biết thắt rồi đó. Trời, thấy họ chăm sóc nhau tình cảm nha. Linh biết thắt cà vạt không Linh? Chắc cũng chưa bao giờ Linh biết thắt luôn. Vâng cũng vậy luôn á, không bao giờ biết thắt luôn á. Mặc áo thun không lấy gì thắt. Trời ơi, cái cà vạt này nó hợp với cái bộ áo dài quá ha. Làm như em cũng cố tình hay sao phải không Dung? Dạ chắc là duyên số chị ơi. Em có cảm nhận về anh như thế nào? Em thấy anh là một người chững chạc, điềm đạm. Một người đàn ông chắc của gia đình á. Bản thân anh thì cũng thấy em rất là, cũng như là cũng điềm đạm, rất là chững chạc, xinh đẹp. Anh cho em hỏi là hiện tại là anh đang ở với ai ạ? Anh ở ở trọ. Ở trọ một nhà. Đúng rồi. Rồi mình đã trải qua hôn nhân rồi, đổ vỡ rồi. Bây giờ khi mà tiến tới hôn nhân thì theo anh là anh sẽ ở như thế nào? Ở chung, ví dụ như mình ở chung, ở riêng hay là ở rể? Bây giờ thì đối với anh thì anh là quan trọng là em muốn làm dâu thì về quê anh. Còn em muốn lập gia đình ở Sài Gòn thì anh sẽ theo em ở bên em hoặc là mình thuê nhà trọ. Em thấy sao? Vậy cũng tốt mà anh, không thì ở về làm rể nhà em cũng có nhà. Tiền bạc tài chính á thì theo anh là như thế nào trong gia đình anh? Tiền bạc thì nên đưa cho vợ giữ. Mình có đến với nhau thì có chịu sanh nữa không? Sau này mình muốn mấy đứa con em? Tùy vào kinh tế của anh ạ. Anh thấy hai đứa được không em? Hai ba thì cũng được. Trời ơi, nuôi nổi không? Thiếu tùy vào kinh tế. Thấy con đứa thôi được rồi. Em xin hát tạm một bài hát nha anh Viền Linh. Hát đi em. Đúng rồi, nắm tay lên hát cho tình cảm luôn. Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu là thật ra anh đang dối mình. Còn anh nói đã chót yêu Dung rồi là dường như anh đang dối em. Rồi anh dối em rồi. Rồi một ngày vắng em bước chân buồn tên. Rồi từng chiều nhớ em trái tim không nguyện. Xin hết. Đứng đó, đứng đó. Đứng lên. Đúng rồi, cô giáo mạnh mẽ lên nào. Nắm tay đi. Em dùng quá. Nói chuyện gặp anh thì em cũng rất vui lắm. Thì đến đây cũng là một cái duyên. Thì mình thì cảm ơn anh. Nếu thật sự rung động, cảm nhận một nửa mảnh ghép đó là của chúng ta, hướng về phía trước, bấm nút. Còn không phải, mình để nút bấm nó cho người khác. Chuẩn bị. Một, hai, ba. Hết thời gian. Dung có bấm không? Không. Em có thể cho biết lý do. Cảm xúc của em nó chưa được nhiều lắm vậy nhỉ? Em muốn người đàn ông mạnh mẽ hơn. Rất mong rằng mỗi bạn sẽ sớm tìm được một chuyến đò của riêng mình. Em có điều gì muốn nói với Dung không? Không, cái này là do mình gặp như là duyên số đó em. Có thể là không bấm đây nhưng mà sẽ có những người khác sẽ bấm cho anh. Hoặc là cho em. Đúng như thế. Rồi. Mình cũng có thể là bạn mà anh. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi. Sau đây thì tụi em vẫn có thể là những người bạn tốt của nhau được mà. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện Robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Robot là thương hiệu hàng đầu trong ngành sản xuất thiết bị điện, điện tử tại Việt Nam, luôn đảm bảo tiêu chí an toàn điện. Robot, người bảo vệ hữu hiệu. Cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Đó là một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bằng sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa.
Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thành, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Chúng ta sẽ tìm đúng chuyến đò mà chúng ta mong muốn. Chúc cho hai bạn sẽ bình yên, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Dạ, em cảm ơn Quỳnh Linh, em cảm ơn chị. Cảm ơn hai cảm bạn. Cảm ơn chương trình. Đây, quà của mình. Sao vậy ta? Này, tôi với ông rất quốc. Mà Linh nghĩ rằng là không phải lúc nào tôi thành công đâu quý vị. Không phải lúc nào mình cũng mong muốn là được đâu. Đó là số mệnh rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Chương trình được phát sóng vào lúc 15h20 Chủ nhật và 22h45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Để xem lại chương trình, quý vị có thể vào kênh MCV Media và nhấn subscribe hoặc là cổng thông tin Love TV. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò xin cảm ơn nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép đã tài trợ chính chương trình này. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tờ giấy ly hôn ra nghe từ cái trong cái ngã năm mà đi ra rồi thiệt em rớt nước mắt luôn, con tim chết lặng vậy đó. Em dạ. Có mấy mối tình rồi? Em cũng giống như bạn trai bên kia, em cũng từng có gia đình rồi. Em đợi chương trình này rất là lâu, em đăng ký lâu lắm rồi đó. Nghe bác nói thư nào em cũng nhắc, hỏi anh Tân bây giờ có vợ ở đâu chưa? Em ơi đọc thư em anh mừng muốn khóc. Hay quên anh, đôi khi hay quên lắm. Hối thúc em việc gì là em sẽ quên việc đó. Tình yêu của em là thật thà quá. Thật thà quá hả? Em có một mối tình ở khách sạn anh. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 15h20 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.